Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Giáp Thìn 1964, được lộc bề trên, đổi vận phát tài, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Giáp Thìn thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Giáp Thìn đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Giáp Thìn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Giáp Thìn nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Giáp Thìn cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Giáp Thìn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Giáp Thìn. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Giáp Thìn. Vì thế, nếu sau này người Giáp Thìn yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Giáp Thìn có thể đặt niềm tin, Giáp Thìn cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Giáp Thìn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Giáp Thìn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Giáp Thìn. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Giáp Thìn. Nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Giáp Thìn hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương. Để tâm hồn Giáp Thìn lắng lại, rồi nỗi đau của Giáp Thìn cũng sẽ dần biến mất. Giáp Thìn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Giáp Thìn có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Giáp Thìn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Giáp Thìn không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Giáp Thìn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Giáp Thìn. Hãy nhớ điều này, nếu không Giáp Thìn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn Giáp Thìn ít khi gặp mọi người. Nhưng Giáp Thìn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Giáp Thìn hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Giáp Thìn đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Giáp Thìn hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Giáp Thìn nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Giáp Thìn, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Giáp Thìn phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị Giáp Thìn thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Giáp Thìn 1964, được lộc bề trên, đổi vận phát tài đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn, luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Giáp Thìn được xa hơn, để bản mệnh Giáp Thìn có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo, và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng dù những dự ngôn luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Giáp Thìn hoan hỉ đón nhận. Thưa cô bác anh chị Giáp Thìn, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vận trình của bản mệnh Giáp Thìn sẽ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Giáp Thìn tận dụng những lời dự ngôn. Luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào? Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao,
nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Giáp Thìn cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Giáp Thìn cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi nhân quả tháng 3 âm lịch năm 2024. Tuổi Giáp Thìn là một trong những con giáp có tính cách rất đặc biệt và độc lập, tự tin và chủ động trong cuộc sống. Những người thuộc cung Giáp Thìn thường có những quan điểm rõ ràng và không ngần ngại thể hiện chúng. Họ cũng được biết đến với tài năng sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo cao. Tuy nhiên, theo tử vi vào tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Thìn sẽ gặp phải một số thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Theo tử vi, tự hình sẽ nhập mệnh của Giáp Thìn trong tháng này, khiến cho Giáp Thìn trở nên hướng nội hơn, không muốn giao tiếp nhiều với mọi người như trước đây. Giáp Thìn cảm thấy cần nhiều thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Điều này có thể gây ra những hiểu lầm và xích mích với những người xung quanh Giáp Thìn. Nhiều người sẽ cảm thấy bị tổn thương hoặc bực bội vì hành động này của Giáp Thìn. Ngoài ra, tự hình còn khiến cho Giáp Thìn có xu hướng ép người khác làm theo ý mình. Điều này sẽ làm cho Giáp Thìn mất đi sự tôn trọng và tin tưởng của những người xung quanh, đặc biệt là những người Giáp Thìn đồng nghiệp hoặc cấp trên. Vì vậy, trong tháng 3 âm lịch năm 2024, Giáp Thìn cần phải điều chỉnh lại tâm lý của mình. Giáp Thìn nên biết cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, đồng thời biết cách phối hợp và hợp tác với những người xung quanh. Về mặt tình cảm, theo tử vi nhân quả, quan đới nhập mệnh Giáp Thìn trong tháng này khiến cho Giáp Thìn không phân minh rõ ràng trong mọi chuyện. Giáp Thìn cần phải cẩn thận và tỉnh táo trong việc đối nhân xử thế. Giáp Thìn nên tránh những hành động vội vàng hoặc thiếu suy nghĩ. Giáp Thìn cũng nên giữ gìn sự trung thành và chân thành với người yêu hoặc vợ chồng của mình. Tuổi Giáp Thìn có thể gặp phải nhiều lo âu và trăn trở trong tháng 3 âm lịch năm 2024, nhưng hãy yên tâm rằng thực tế không đen tối như Giáp Thìn nghĩ. Giáp Thìn có thể nhìn vào những điểm sáng trong cuộc sống để tăng cường niềm tin và khí thế. Một tin vui cho bản mệnh Giáp Thìn là Thất Xích bay về phương Đông Bắc, mang theo cơ hội phát tài cho Giáp Thìn. Đây là thời cơ hiếm có mà Giáp Thìn không nên bỏ qua. Hãy nhanh chóng nắm bắt lấy những cơ hội này để tăng thu nhập và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, Giáp Thìn cũng không nên ham muốn kiếm tiền nhanh chóng mà quên đi sự bền vững và an toàn. Về mặt công việc, nếu Giáp Thìn là người làm công ăn lương, Giáp Thìn nên giữ vững vị trí hiện tại và không nên có những thay đổi bừa bãi trong thời gian này, bởi vì nếu Giáp Thìn thay đổi việc làm một cách vội vàng, Giáp Thìn có thể rơi vào tình trạng thất nghiệp, mất đi nguồn thu nhập chính và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới. Bản mệnh Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch năm 2024 sẽ gặp phải nhiều áp lực tâm lý, khiến cho bản mệnh không thể yên tâm và thoải mái. Điều này có thể do công việc, gia đình, tình cảm hay những vấn đề cá nhân khác. Nếu để tình trạng này kéo dài, bản mệnh sẽ rất dễ mắc phải các bệnh về tâm thần hay thần kinh. Để giải tỏa những lo âu và nỗi buồn, bản mệnh nên tìm cách xả stress một cách lành mạnh. Một trong những cách hiệu quả là viết ra hết những suy nghĩ của mình lên những trang giấy, sau đó xé nát hoặc đốt chúng đi. Đây là cách giúp Giáp Thìn vừa giải phóng tâm trí, vừa không để lại dấu vết cho người khác biết được những bí mật của Giáp Thìn. Trong tháng mới, bản mệnh Giáp Thìn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Do ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, bản mệnh sẽ có nguy cơ bị ốm đau, suy nhược cơ thể. Để phòng tránh điều này, bản mệnh nên ăn uống điều độ, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, thái tuế hung tinh cũng xuất hiện trong tháng 3 âm lịch năm 2024, gây ra những rủi ro và tai nạn cho Giáp Thìn. Giáp Thìn nên hạn chế đi lại xa nhà, tránh những nơi đông người hay có nguy hiểm. Khi điều khiển phương tiện giao thông, Giáp Thìn phải tuân thủ luật lệ và không uống rượu bia. Tháng mới cũng là thời điểm thuận lợi để Giáp Thìn làm sạch cơ thể và loại bỏ những độc tố tích tụ trong người. Giáp Thìn nên chọn những loại thực phẩm và đồ uống có tác dụng thanh lọc cơ thể như rau xanh, trà xanh, chanh, dưa hấu. Giáp Thìn cũng nên tránh ăn quá nhiều đồ chiên rán, ngọt, béo hay chất kích thích. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi nhân quả tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Giáp Thìn. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Giáp Thìn sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Giáp Thìn cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi nhân quả của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Sức khỏe của tuổi Giáp Thìn trong tháng 4 âm lịch năm nay đang gặp phải một số khó khăn, tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và đau đầu có thể khiến cho sức khỏe của Giáp Thìn trở nên không ổn định. Việc thiếu ngủ cũng góp phần làm giảm sức đề kháng của cơ thể, khiến Giáp Thìn dễ bị ốm đau hơn trong thời gian này. Thời tiết trong tháng 4 âm lịch thường có xu hướng nóng dần lên,
đồng thời cũng đi kèm với những cơn nồm ẩm. Điều này có thể tạo điều thuận lợi cho sự phát triển của các bệnh về đường hô hấp, viêm da, nổi mề đay và cảm cúm. Do đó, tuổi Giáp Thìn cần phải đặc biệt cẩn trọng và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình huống này. So với tháng trước, tuổi Giáp Thìn có thể gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe hơn. Tuy nhiên, may mắn là những vấn đề này không phải là quá nghiêm trọng và có thể được kiểm soát và điều trị hiệu quả. Việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe hàng ngày sẽ giúp Giáp Thìn phục hồi nhanh chóng hơn. Để giữ gìn sức khỏe tốt nhất trong thời gian này, tuổi Giáp Thìn cần tìm cách giảm bớt áp lực và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Việc tìm kiếm niềm vui và thư giãn sẽ giúp Giáp Thìn cảm thấy thoải mái hơn, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho sức khỏe của mình. Trong khi thời tiết trở nên nóng dần, việc bổ sung nước và ăn uống lành mạnh là rất quan trọng. Hãy đảm bảo rằng Giáp Thìn uống đủ nước và ăn các loại thực phẩm mát gan, thanh nhiệt để giúp cơ thể loại bỏ độc tố và duy trì sức khỏe tốt nhất. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, việc tránh động thổ ở vị trí đông bắc trong tháng này cũng được xem là một biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mọi người trong gia đình. Hãy chú ý đến việc sắp xếp không gian sống và làm việc sao cho phản ánh đúng những nguyên tắc này. Trên tất cả, việc chăm sóc sức khỏe trong tháng 4 âm lịch này là rất quan trọng. Hãy lắng nghe cơ thể và đưa ra những quyết định thông minh để duy trì sức khỏe tốt nhất. Chúc Giáp Thìn có một tháng 4 âm lịch an lành và hạnh phúc. Trong tháng 4, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua nhiều biến động tích cực trong công việc và tài chính. Với sự hỗ trợ của thiên tài và thiên ấn, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và tạo ra thu nhập ổn định. Về mặt kinh doanh, tuổi Giáp Thìn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc thu hút đơn hàng và tăng lợi nhuận. Các thần mang đến cơ hội làm ăn tốt, đồng thời cũng đòi hỏi sự tự kiểm soát về chi tiêu để không bị lãng phí. Đối với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu sẽ đến từ nghề tay trái và có thể có cơ hội làm thêm. Tuy nhiên, cần lưu ý việc quản lý tài chính cá nhân để tránh lãng phí do những thú vui phù phiếm. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn cũng cần chú ý đến việc tích lũy tài chính dài hạn và tránh những chi tiêu không cần thiết để đảm bảo sự ổn định về tài chính trong tương lai. Trong mảnh đời tuổi Giáp Thìn, công việc có sự chuyển biến tích cực và tiến triển. Mặc dù có thể gặp phải những thách thức và khó khăn, nhưng với sự linh hoạt và ứng biến thông minh, bản mệnh sẽ vượt qua mọi trở ngại một cách dễ dàng. Trong tháng Kỷ Tỵ Lâm Trường Sinh, công việc của tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu, nhưng sau đó sẽ thuận lợi hơn. Điều quan trọng là duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì để đạt được kết quả như mong đợi. Ngoài ra, sự hỗ trợ của thiên ấn cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuổi Giáp Thìn có thể tự tin thể hiện tài năng và sớm được công nhận bởi mọi người. Tuy nhiên, thành công cũng đi kèm với sự ganh tị từ người khác, do đó cần phải cẩn trọng với những người ghen tị và tránh những xung đột không cần thiết. Tâm lý và tình cảm của người tuổi Giáp Thìn trong tháng này có thể gặp nhiều biến động, dù là người có gia đình hay độc thân. Họ đều phải đối mặt với nhiều cung bậc cảm xúc thất thường và nỗi buồn. Sự xuất hiện của âm sát có thể gây ra mâu thuẫn và cản trở trong mối quan hệ tình cảm. Để duy trì mối quan hệ tốt, tuổi Giáp Thìn cần chú ý đến việc xác nhận thông tin trước khi kết luận và dành thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng đối tác. Với những người độc thân, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và không cưỡng ép. Quan trọng nhất là duy trì niềm tin vào bản thân và tình yêu của mình. Nhìn chung trong tháng 4 âm lịch, tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua nhiều biến động tích cực trong công việc và tình cảm. Để tận dụng tối đa các cơ hội, họ cần phải tự kiểm soát về tài chính, linh hoạt trong công việc và chú ý đến quản lý tình cảm. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Giáp Thìn 1964, được lộc bề trên, đổi vận phát tài đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Giáp Thìn thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn. Và lưu thông cô bác anh chị nhé, nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt, thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe, thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can, những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi nhân quả bản mệnh Giáp Thìn trong tháng 5 âm lịch năm 2024.
Theo lịch vạn niên 2024, người tuổi Giáp Thìn sẽ có một tháng năm âm lịch khá tích cực về sức khỏe, thể trạng của họ được dự báo sẽ được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là đối với những người đang phục hồi sau khi ốm đau hoặc tiến hành phẫu thuật, điều này đồng nghĩa rằng họ sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về quá trình phục hồi của mình. Bản mệnh của người tuổi Giáp Thìn trong tháng năm âm lịch được cho là chi tháng trường sinh, điều này có nghĩa là sức đề kháng của họ sẽ được nâng cao, giúp họ ít ốm vặt hơn và tránh được các bệnh nguy hiểm. Điều này cũng tạo ra sự yên tâm cho họ nếu phải đi công tác xa trong thời gian này. Tuy nhiên, mặc dù có những dấu hiệu tích cực về sức khỏe, người tuổi Giáp Thìn cũng cần phải cẩn trọng trong một số hoạt động hàng ngày. Trong tháng 5 âm lịch, thiên hình được dự báo sẽ xuất hiện, mang theo điểm hình thương như té ngã, tai nạn, do đó việc đi lại và xuất hành cần được thận trọng. Đặc biệt là đối với những người tuổi Giáp Thìn, để duy trì sức khỏe tốt trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống, theo Đông y. Mùa hạ tương ứng với tạng tâm, tim và tim thuộc hành hỏa, thông với khí mùa hạ. Do đó, việc hạn chế ăn nội tạng động vật, đặc biệt là tim gan, sẽ giúp họ duy trì cân bằng năng lượng trong cơ thể. Việc sử dụng các món ăn bồi bổ từ tim động vật có thể dẫn đến tình trạng thái quá, tạo ra dâm khí có hại đối với sức khỏe. Do đó, người tuổi Giáp Thìn nên chú ý đến chế độ ăn uống và hạn chế việc sử dụng các loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đến tạng tâm của họ. Trên cơ sở những thông tin trên, người tuổi Giáp Thìn có thể tự tin hơn trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe của mình trong tháng 5 âm lịch này. Tuy nhiên, họ cũng cần phải cẩn trọng và chú ý đến những điểm mấu chốt để tránh những tai nạn không mong muốn và duy trì cân bằng năng lượng trong cơ thể. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 5 âm lịch, có thể thấy rằng vận mệnh của Giáp Thìn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính, bởi thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng đáng kể, tiền bạc trong hán đến từ chính những nỗ lực của Giáp Thìn, không phải dựa vào may mắn. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Giáp Thìn cần phải chăm chỉ và cần cù hơn nữa, dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương, điều này đều không thể thiếu. Đừng hy vọng vào may mắn sẽ mang tới tiền bạc cho mình, bản thân Giáp Thìn phải tự lo cho chính mình, vì sẽ hiếm có người để dựa dẫm. Nên có kế hoạch tiết kiệm để phòng lúc ốm đau bệnh tật, ngoài ra còn có những chuyện bất ngờ phát sinh, đều cần dùng đến tiền bạc cả. Vốn liếng làm ăn nên giữ gìn cẩn thận, tránh tùy tiện cho người khác vay mượn, dễ của nã một đi không trở lại. Theo tử vi, lục bạch chủ tài lộc nhập cung chính đông, nên Giáp Thìn có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy hút tài, tụ tài ở phương vị này trong nhà. Công việc của Giáp Thìn sẽ tiến triển tốt, chủ yếu là do có sự phù trợ của tam hội, Giáp Thìn có thể nhanh chóng tìm thấy những cơ hội phát triển hoặc những hướng đi mới trong sự nghiệp. Bản mệnh không còn cố chấp với suy nghĩ của mình nữa, mà bắt đầu mở rộng tầm nhìn, biết đánh giá mọi việc trên nhiều phương diện hơn. Tính cách cởi mở thân thiện giúp Giáp Thìn trở thành con giáp giỏi xã giao, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, những người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ nếu Giáp Thìn gặp phải khó khăn. Chính vì vậy Giáp Thìn luôn giữ được tâm thế lạc quan, tích cực, không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn, thử thách. Đáng mừng hơn, Giáp Thìn bắt đầu xây dựng được những mục tiêu phát triển thích hợp cho mình. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm thai cũng khuyên Giáp Thìn không nên quá buông thả bản thân để mặc cho những mộng tưởng của mình bay bỗng rời xa thực tế hoặc ham vui. Dành quá nhiều thời gian cho sở thích, hãy sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để Giáp Thìn vừa có thể thư giãn lại, vừa có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thời điểm này, Giáp Thìn cũng vẫn phải đề phòng mọi người xung quanh, cẩn trọng khi đưa ra quyết định, tránh nhẹ dạ cả tin hoặc chần chừ, thiếu dứt khoát để lỡ mất thời cơ. Vâng, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.